các bạn. Thì hồi tối căng được 2 mét, được 1m16 các bạn. Nặng 2,2 kg. Rồi tối giờ phải nhốt nó lại, còn bằng dây giờ vẫn còn sống các bạn. Đấy, cái miệng nó ghê dữ lắm các bạn. Khóa hai cái móc luôn. Sợ sẩy khóa lần hai cái luôn các bạn. Khóa vô cái miệng đó nè. Con này dữ lắm, không dám ghẹo nữa các bạn. Khóa lại hai cái luôn. 2,2 kg, 1m16. Cá lạc các bạn. Con này cá lạc chứ không phải cá trình nha các bạn. Cá nó bơi đàng đàng lắm, nhiều lắm, không biết nhìn thấy rõ không.